Hi anh em, và chào mừng người quay trở lại với channel của Sĩ Zack. We blend đi. Tập đánh à? Well, hẹn gặp lại anh em sau chuỗi thua nhé. Bye bye. A few moments later. Hai anh em. Đây là mình sau chuỗi thua, mình vừa khóa lại mấy bạn này xong. Uy tín đấy nhỉ? Tín đấy anh em ơi. Ồ, gì mà các bạn sống vội thế, đã thấy cầm hết Yon về rồi. Này cầm đồ gì đây mà cầm Yon? À, cung các thứ à. Thấy Yon là cầm thôi. Chôn rồi các bạn ơi, chôn rồi. Liên hai buồn cười ta. Hereafter, your heart only beats for me. Shall I come? Hereafter, your heart only beats for me. Ôi trời ơi, hai dắt cũng khổ. Ít như kiểu mình chưa đủ khổ anh em. Một cái có hai anh do này cũng khá là tín. Con Yon khá là tính. Liều một phen. Không lấy thương không được. Không. Không nên liều anh em ơi, chúng ta là những người hèn. Không nên liều. I am the ghost walker. À, đó đấy nhỉ. Con đang chưa biết sẽ đánh gì đây, khả năng mình sẽ bằng con Vera đi. Hội người hèn Việt Nam anh em ơi, chúng ta không nên liều. Ta có cái gì chúng ta lấy đấy luôn thôi. Trong quỷ, cái quỷ sở hơi sớm. Thêm hai cung nữa. Hai cung hơi yếu. Bốn thú thì sao? 1, 2, 3, 4 thì sao? Này thì sao? Này thì sao rồi anh em? Trông mỏng dính nhỉ? Không nuôi tín gì cả. Tín này đi. Đang khá là phân vân giữa cung với cả thú hoặc thứ anh em ơi. Đang vẫn hơi ưu tiên về cung hơn một chút chăng? Hay là ưu tiên về thú hơn chăng? Biết nữa anh em ơi, chưa có đồ thủ. Xong tí lại mọc ra mấy đồ mana nữa thì cũng hết cả. Chịu đấy. Được cái pha này mình giữ chuỗi thắng ngon này. Để nhận lật được cái chuỗi. Tưởng các bạn này yếu nhỉ? Ừ, yếu thật. Tự nhiên giữ gỡ được cái mấy chuỗi. Mặc dù là đánh hai cái đồ
gươm sấm sét thôi. Chưa biết các bạn sẽ đánh gì. I feel alive. New before your master. Oh, chi. Okay, cái này thôi. Cái gì nhỉ? Voi này. Con voi về đi. 15 con voi cũng uy tín. Nó xinh đẹp. Bị chuỗi tốt phết nhỉ. Jealousy and hate. I am the Ghost Walker. Thank you. I want to know them. Thank you. The thrill of battle. Ngoài đánh cung em ơi. Là phải đánh cung đi. Cái gì vậy? Nổ kiểu gì thế? Lạ quá ha. Gì vậy ta? Gì vậy ta? Lau hai đường thẳng được không? Nạ nhỉ. 52 năm tụi đang công ty luôn. Đấy. Ồ, thường bắt đấy bắt con voi đi. Bắt con voi đúng chỗ này. May thế. Voi công ty nữa. Máy thế tự nhiên bắt con voi em. Xấu rời. Trời ơi, đánh gì vậy? Sao anh đánh hạ ám à? Sao anh đánh hạ ám à bạn? Hả? Bạn trêu tôi à bạn ơi? Bạn đã sắp được xem đánh hắc ám. Thật không vậy bạn? Bạn nói một câu cho tôi biết nào. Trời ơi, sao đánh kiểu quái gì vậy? À, thợ săn quỷ Yon thánh đồ. Hay lấy một cái thẻ thánh đồ nhỉ? Xong rồi đánh con Yon, xong rồi đánh hắc ám như bình thường. Chưa ai làm đội hình đấy không? Thậm chí mình ra trời chờ và thành thánh đồ thôi. Lau thì đẹp thế. Lau một gánh hết. Ê, bài này cũng dị nha, bài này mình cũng chưa đánh nhiều. Bài này cũng chả hiểu kiểu gì mà đánh luôn ấy. Săn quỷ cung thủ bắn thần kỳ quá. Cung thủ. Thực sự bây giờ mình đang rất là phân vân đấy, vì tại hai thương rồi anh em ơi, chúng ta nếu mà tiếp tục cắm đầu vào cung thủ nữa chúng ta sẽ không đi về đâu đâu. À, nên tận dụng tình thế này thì chúng ta xoay ra một bài khác thôi. Hai thương rồi còn ngọc đại các thứ rồi mà anh em bây giờ không xoay sang rồng nữa thì một tổn thất quá là lớn. Trời ơi. Bế con... ơi nó bế con gì mình rồi? Do mình đâu rồi? Ở đây. Lau công ty vẫn đẹp nhá. Ôi dồi ôi. Ừ, bây giờ bạn này bắt đầu
bắt đầu các bạn ấy có thương rồi em ơi, ta phải để ý một chút. Good. Được đi bạn, được. Còn thành đồ về đấy nhá. Ta tí chơi còn thành đồ trước. Thương giữa, thương giữa, thương giữa, thương giữa, khá nhiều thương giữa. Chuỗi thắng này anh em ơi. Không hiểu cái đội hình hai gươm sấm sét mà vẫn chuỗi thắng được. Chắc là do hai cái thương này, nhưng mà ảo thật. Thế là mình hợp chơi đồ xấu phết nhỉ, mình không hợp chơi đồ đẹp đâu. Chơi đồ xấu. Chơi quỷ bò hơi tiếc nhỉ, hơi sớm nhỉ. Chơi gì nhỉ? Bạn này đi ạ. Ô Richter, ô chết rồi, bán hết bán thợ săn quỷ rồi, ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đen thế nhở, ra Richter thợ săn quỷ được anh em ơi, chúng ta làm trận thợ săn quỷ đi, lậu cũng không chơi. Voi cũng hết voi nơi rồi. Được, thợ săn quỷ đi. Ây da. À, một cái pha thật là bất ngờ mà. Đúng như những gì mình nghĩ anh em ơi. Trời ơi. Thành đồ. Thế thì đánh gì nhở? Chết dở rồi. Chắc chắn không có bán thần này. Chắc không có bán thần được. Trời ơi, cái gớm vậy. Mua hết về đi đã, chúng ta không biết chuyện gì đang xảy ra đây, nhưng mà chúng ta cứ mua hết về đi đã anh em ơi. Yon. Má con này nó gánh quá vậy, flop này. Bây giờ nhá, bình tĩnh. Nguyên tố hắc ám, nguyên tố gian quỷ, nguyên tố hắc ám đi. Mình bán mất một con ẩn. Cái chết là mình bán xử con ấy kia, Richter. Pha này xui rồi, Richter ơi, bạn đến muộn mấy giây rồi. Nhà này mất rồi. Không sao. Không, đánh sợ săn quỷ đâu anh em ơi.
chúng ta chờ đến John 3 nữa mới cho John gánh hoặc là sao đấy. Ừ, John cũng chưa chắc gánh được đâu. Ui, thiếu đam ấy nhở, thiếu một tí tí đam như thế nào nhở. John 3 voi 3, khả năng lên voi 3 trước nhá. John từ từ sẽ lên, thiếu có nhỉ, hay roll tiếp không? Hơi thiếu đam một chút. Ui, chết. Thằng bên này ngay, thằng góc bên này ngay hả? Thôi lên 9 đi, lên 9 trước đi. 9 là gì đâu nhỉ? Do trận này cũng không được quá là xịn. Nó không được xịn như rồng, như nóc các thứ. Nhưng được cả hai, có hai cái tốc đánh này, thêm một giáp, một mệnh rồi. Gì nữa, nó bắn nó cũng ghê. Không phải yếu lắm. À hơi yếu, thì cũng hơi yếu. Do không được kích cung nữa anh em ơi. Không được kích cả cung nữa. Nên chúng ta đã lên Yon 3 từ từ trận này thôi nhá, nhưng mà lên John 3 từ từ thôi, còn con voi mình sẽ tập trung lên một con voi 3 hoặc là một con nắc cót 2 hoặc rồng 3 thì hơi hơi căng. 3 chắc hơi khó thực hiện. Ra sau lên luôn 36 máu cũng hơi gấp gáp. À, lên luôn đấy, lên luôn bắt hai con John cũng được. Tạm thời cho hai con John mà nó sấy tạm đó. Hai John, mỗi John một cái cầm được cái tốc đánh. Ít đam quá nhỉ, ba nó có nhiều đam. Cái sát thủ nó có một mà anh em sao nhiều đam nhỉ. Nó nhìn chung đội này không phải là khỏe để anh em rao rank được đâu anh em ơi. Nó cũng yếu sao nhỉ, yếu sao à luôn nhỉ. Nó có hai à? Mình chờ con voi 2, voi 3 anh em ơi. Mình tạm mình chờ con voi 3 một chút nhé. Chờ voi 3 đi. Rồng thổi đẹp này. Có hai anh cho này sấy cũng ghê. Ok, Nakot này đứng yên, ui thoải mái. Được cái bài này nó sẽ counter được con Vonkat các thứ cho anh em nữa. Kẹp thêm khoảng counter Vonkat nữa thì đúng là cũng hết sảy phết. May ra thành đổ ấy, ra thành đổ đấy hơi rất nên là tây. Này một bạn đi, hai bạn, một bạn đi. Hai bạn đi. Mana. Voi, cần đổi cho ui sách thánh. Sách thánh. Ê nha, thêm một shop tướng đã cho con cát, chờ con cát em ơi. Thành cho voi tạm đấy nhá. Voi. Thường lâu lắm. Này nó không kích công thủ nữa, mình quên mất một cái thế. Thấy đã lui tròi sang bên này rồi. Dí bạn thề này. Coi công ty nào em, cố lên một công ty một phát thôi. Rồi ok, đỡ hơn một tí nó vẫn bổ được. Ghê rợn lòng người quá, ghê rợn lòng người quá. Bạn ơi, bạn thề ơi, không có gì cả bạn đấy rồi. Chúng ta cần có một cát vào ngay anh em ơi. Rồng này nó không lên được 3. Hay là một pha rồng 3. Rồng 3 thổi cũng chỉ có mỗi ngọc đại, không có hay kết, không có truy hồn. Rồng nhỉ. Thêm điện, thầm hay hay kết nữa, má.
Thế nó bán cái gì để mà xoay được vào? Chỉ bán ma pháp thôi mới xoay được vào anh em. Thành ở đâu? Bội quá, bội quá. Kịp đập. Ôi trời ơi. Rồi thôi đi rồi anh em ơi. Hai máu đi không? Vậy là đi rồi. Ôi ôi đi và đủ à. Hình dị không thành công rồi anh em ơi, một đội hình dị không thành công. Ui không quả đấy, không quả đấy lên được con cát hại không làm gì được. Rồi cuống quá, đấy cuống thật. Ném đồ với nó, mình sẽ ném đồ cho nó cũng không làm gì được. Con Yon này cũng Yon 3, voi mình không voi 3, nó chẳng có gì 3 cả. Chết quá, thôi. Tăng top 4 đấy nhỉ. Game, game ơi game. À, bây giờ đến kết thúc rồi, anh em thích kênh này like, subscribe và hẹn gặp anh em trong các video lần sau nhé. Bye bye.